Gần ngã tư khu nhà thờ Domaine de Marie của thành phố Đà Lạt, xuôi đoạn dốc ngắn rồi lại lên dốc với những ngôi biệt thự yên tĩnh. Nơi đây có một ngôi nhà sàn gỗ với các tổ kiến trưng toàn búp bê được làm thủ công bằng len, một chất liệu quen thuộc của cư dân xứ sở này. Người làm ra những búp bê này là cựu sinh viên văn khoa Sài Gòn Nguyễn Thị Thục, từng có nhiều năm làm báo và đạo diễn truyền hình ở Đà Lạt. Tại sao cô đến cái bộ 54 dân tộc? Là khi mà cô đi xuống cơ sở, cô bắt gặp những cái hoa văn của người đồng bào dân tộc quá đẹp. Và cô nghĩ nếu mình không lưu giữ lại thì nó sẽ mai một đi. Và thật sự bây giờ đang trên con đường mai một. Phải nói như thế. Những hoa văn gốc không còn đâu, trừ trong bảo tàng. Cho nên cái điều mà đối với một người phóng viên như cô day dứt. Nó đẹp như thế, tại sao mình không lưu giữ lại? Thế thì đi tới đâu cô cũng hay đi đến vùng ngoài dân tộc và cô tìm hiểu và cô lưu lại bằng cách cô vẽ. Rồi cô có chỗ nào có dịp thì cô tìm hiểu những cái hoa văn đó nó mang ý nghĩa gì? Nó vì sao người ta có những cái hoa văn như thế? Thiên hướng nghệ thuật và bàn tay tài hoa của cô cựu sinh viên văn khoa Sài Gòn này đã cho ra đời những con búp bê có trang phục và văn hoa tinh xảo, y hệt những bản gốc của chị em Ê Đê, Ba Na, Cờ Ho, Gia Rai, Mơ Nông. Công việc khó khăn không chỉ từ việc cố định những mũi đan móc trên các hoa văn li ti mà còn ở quá trình nghiên cứu và đi tìm tư liệu hình ảnh. Để rồi chỉ với chất liệu len bình thường và cốt gỗ, người sáng tạo đã thổi hồn vào những con búp bê khiến họa tiết lung linh một vẻ đẹp mang đậm chất lịch sử và văn hóa dân tộc Việt. Và cái mà cô muốn gửi đến tất cả các bạn nhỏ, các bạn ở thế hệ sau cô, các em, các cháu là trân trọng quý thời gian của mình. Nữ, đừng quên mình là nữ. Đừng quên những cái công việc ở trong nội trợ. Đừng quên những cái việc khâu vá, may vá. Nó là những cái mà để cho giúp chúng ta tránh những stress của cuộc đời. Khi em làm việc ở quan, vì em căng thẳng, em ngồi và em móc, em làm ra những sản phẩm đẹp. Cuộc đời nó có ý nghĩa lắm. Và cô nghĩ cái đó là cái nét đẹp đôn hậu nhất của cái người phụ nữ Việt Nam mà các em nên lưu giữ nó. Bà từng dạy nữ công cho học sinh trường Egerman Germain Đà Lạt, cho trẻ em mồ côi tại làng SOS Lâm Đồng, cho trẻ em khiếm thính tại trung tâm người khuyết tật Đồng Nai. Bà nói rằng chuyện nữ công gia chánh như vậy của phụ nữ Đà Lạt ở 41 năm trước là chuyện thường tình. Chúng tôi tường trình cho SBTN từ thành phố Đà Lạt.